Đấy, cái đại ca không nổ được à? Nếu mà nổ được và đánh được một tí thì đánh vào gọn gọn cho người ta đi. Nếu mà nổ được đi được khoảng tầm 5-7 mét thì đánh gọn gọn vào cho người ta đi. À, cán bộ công an đang hỗ trợ bên quân đội hay là tôi không biết, là đang ở bên chỗ đồn 56, đây là cán bộ công an huyện nhá. Mai thì sẽ có một cán bộ lên đường lên danh sách. Đây này, băng đỏ này. Vừa đây băng đây đỏ đây là có nghĩa là chặn hai bên. Em ơi. Ra anh bảo, em bị lỗi gì đấy? Ra đây anh bảo. Mày có nồng độ rượu không? Mày có rượu trong người không? Vừa bị bắt à? Hỏi chuyên đề đi. Hỏi xem có chuyên đề không? Mày hỏi đi, hỏi cán bộ xem có chuyên đề không? Chuyên đề và kế hoạch, hỏi đi. À, xong là như nào? Lập biên bản á? Thì phải có chuyên đề và kế hoạch chứ. Mày ra đây anh bảo, xong là như nào? Mày ra đây anh bảo, xong là như nào? Làm rốt biên bản ra đây anh bảo. Hôm nay ngày bao nhiêu, ghi rõ ngày bao nhiêu nhá. Chuyên đề và kế hoạch nhá, ghi rõ vào. Làm ăn phải để cho người dân nó sống với. Đừng có làm kiểu gì, làm kiểu vớ va vẩn. Quay đi. Mỗi người một người dân. Đấy. Thì là một người công an, đúng không? Một người dân là một người công an. Cứ quay thoải mái, không làm gì cả. Mình cứ đúng luật mình làm. Không có gì sai cả. Mỗi người dân là một người công an nhân dân, hiểu không? Không phải gì à, cứ làm thôi. Hiểu chưa? Đây, đây, có dám bắt đâu. Đấy, bắt đi. Xe chở nặng đấy, bắt đi. Thằng ngu kia, bảo rồi ra đây xem chuyên đề. Nồng độ cồn. Em ơi. Cô ơi. Em ơi. Ra anh bảo. Mày cho anh, mày quay lại cho anh cái chuyên đề về kế hoạch cái. Mày lộ phạt rồi, mày quay lại cho anh cái chuyên đề kế hoạch. Quay lại luôn cái chuyên đề kế hoạch nhá. Quay hết, quay lại cho anh, lộ phạt rồi quay lại cho anh. Bỏ điện thoại ra quay đi, không có điện thoại anh cho mượn điện thoại mà quay. Em vi phạm thì em phải quay lại nhá. Em phải được chứng thực nghe chưa? Văn bản em phải được chứng thực. Anh cũng được chứng thực đấy. Anh bên 360 mà. Anh được chứng thực nhưng mà thôi. Hôm nay nể thì anh không vào trong cái chỗ vạch này, anh ấy thôi. Bắt đi. Ra mà bắt, xem là bắt được thằng nào không. Mọi người ơi, đang bắn tốc độ hay cái gì đấy, chuyên đề thì mình không rõ ràng nhá. Đây bây giờ nhưng mà có một cán bộ đang vi phạm, là có nghĩa là như thế này này.
cái đường vào trong xóm mỏng ấy, là ở đấy là không được phép đứng ở đấy mà chặn giữ đường nha. Tôi đang quay lại video này, mai tôi sẽ cho cán bộ lên trên sóng. Đấy, 30.000 người đang xem nhá. Anh em tất cả mọi người đây cho xin một like và chia sẻ nhá. Tôi bên 360 365 ở bên giao thông vì người dân đấy. Nên là mọi người cứ làm sao làm cho đúng, cứ chia sẻ với tôi đi. Cứ chia sẻ đi, chia sẻ ấy để tôi đang làm. Em ơi đừng đăng lên nhá, Ngọc nhá, cứ lưu lại, quay đi em, Ngọc quay cho anh đi, không ngờ nhớ mà anh ấy, quay đi em like đi. Quay luôn cả mặt anh luôn, quay luôn để... Đang bị hạn chế đèn like cho tôi. Quay chia sẻ. Cán bộ Lương Sơn làm hoành tráng quá, đây là thứ nhất là trước đồn, trước Ủy ban Nhân dân thị trấn này. Đây là trước của Ủy ban Nhân dân thị trấn này và làm hai bên đường nhá, làm hai bên đường thì các cụ biết là luật lá như nào, các cụ biết rồi. Sao bây giờ lên đây thì có một cán bộ đây, có một cái lối rẽ vào đây, đây đây là có một cái lối rẽ vào trong tiểu khu mỏng, thì là có một cán bộ đang đứng giữa đường để làm. Tôi có video rồi, tôi có video rồi, tôi đi ra thì cán bộ va vào tôi để tôi làm luôn. Tôi đang dạo này tôi đang thất nghiệp để tôi làm. Đây đây giữa tiểu khu 14 này nhá, đây là cán bộ đã đứng ở đây. Đây cách cái khu được chốt này, chốt để chốt hai mặt, nhưng mà cái đường vào đây là nó phải có chuyên đề và kế hoạch nhá, không phải là ấy đâu, không phải dễ là cứ làm được đâu nhá. Đấy giữa đường này đường vào mỏng nhá. Đây tôi đã có video là cán bộ đứng giữa đường này để bắt dân rồi nhá. Và có video luôn là cán bộ đấy có bắt người rồi. Rất hung hăng, thích thể hiện. Đấy. Ngọc ơi. Quay lại em, quay lại đi, quay lại xem là kiểm tra cái gì. Cứ đấy đi, cứ quay cho anh. Xem kiểm tra cái gì. Đi sang em ơi, đi sang bên người, đi sang đấy quay xem người ta kiểm tra cái gì. Đi sang quay trực tiếp luôn. Đi sang xem nào. Mỗi một người dân là một cảnh sát giao thông, mình được ấy được quay, em cứ quay cho anh. Không máy hết pin à? Đấy, máy thì quay bằng máy đây không được like, quay lên cho anh xong gửi cho anh. Ở bên gần nhà anh bắt cái lối rẽ vào nhà anh mà bắt thế không được đâu. Em cho xin chia sẻ đi. Một quả chia sẻ xem bắt làm sao dám kiểm tra. Vừa vào đấy thì tuyết còi đố dám kiểm tra. Kiểm tra vấn đề gì? Kiểm tra đi, cho kiểm tra thoải mái. Một lúc nữa thì mình đang ở gần nhà mình nhá. Ở đây là gọi là trên đồn 56 nhá. Đây là cán bộ công an huyện. Đây công ty của mình ra đây rồi. Đang ở đồn công an đồn 56. Bắt thế này là không được rồi, làm thế này thì không được. Anh em mọi người chia sẻ đi để cho mỗi một người dân thì là một cán bộ công an giao thông, làm như này không được đâu. Cho anh em làm
Em đứng đây thôi, em hỗ trợ, em cứ đứng đây thôi. Em có video có một cán bộ là đường ấy. Đấy. Bật máy lên. Em đang live stream mà. Đâu đi đây, đang từ mai tới các bạn. Đây, nó ai cầm live lại live. Chào 4.100 người đang xem nhá. Anh em chia sẻ mạnh lên. Tân Giỏi, Tân Giỏi đang làm gì đây đây, Tân Giỏi ơi, tao ngọc gì đây? Càng lấy căng quá đi chứ. Tại sao không căng? Quay thế các chú làm ăn gì được nữa. Móm. Cứ sang gần mà giám sát. Giám sát quá đi chứ. Tuấn phò mã phiên bản 2. Ra đi sát vào. Xem chuyên đề gì. Vậy cùng. Anh Trường kìa, Trường kìa. Chắc chưa, bọn nó đi ẩn lại xin đéo. Thằng Ngọc cầm mấy cái máy đấy. Đây, em quay anh đây. Vui gì, làm sao mà vui được. Làm nó phải đúng luật thì thôi, chứ làm gì có chuyện vào trong ngõ ra lại đi bắt. Thì bắt thế nào được Khánh. Đông thì làm cái gì? Cái gì đúng thì thôi, không đông được. Ông Trường đi đâu đấy? Đây này. Đang một thổi. Em ơi, được làm nhưng nó phải có chuyên đề em nhá. Nó phải có chuyên đề và kế hoạch em nhá. À, theo khoản 3, điều 17, thông tư 1/2016 nó phải có chuyên đề em nhá. Đường công an huyện, đường cấp tỉnh, hay đường cấp xã, hay cái đường dân tổ dân phố là phải có chuyên đề em nhá. Bắt mấy người ở Tuấn Lý đấy anh không quan tâm, là anh không quan tâm đâu. Anh cứ làm đúng, mỗi người một dân là một người chiến sĩ công an, mình cứ làm đàng hoàng, em hiểu chưa? Em có thể quay bất cứ ai ở trong cái ở Lương Sơn này có thể quay nhé, xong là gửi video cho anh nhá, gửi video cho anh. Cán bộ làm sai thì mình có thể là mình làm đơn để mình gửi lên sở nhá. Em nhá. Làm sao làm được chỗ cổng chợ em, làm sao làm được? Đường rẽ đấy là không, đấy nó không phải đường chính, nó không phải đường cấp xã.
nằm ở đấy thì anh cho chết luôn chứ có sao làm được. Không làm được em nhá, làm nó phải đúng luật. Lúc nãy là cán bộ làm ở đường đi vào mòng, làm đường đi vào mòng anh bảo là không được làm đấy đâu, thì tại vì là đáng nhẽ anh không live stream như thế này đâu, nhưng cán bộ nhiều khi ngang quá làm bảo là đứng đây để bắt thì không được đâu. Anh có video hết rồi, mai anh sẽ cho cán bộ biết. Không làm được đâu, đi vào đường xóm là sao làm được, còn sao chặn được. Chặn hai bên này thì như này nhá, có quyền chặn hai bên. Anh em ở 50 người xem ở đây ấy, thì anh em phải hiểu luật hộ tôi cái nhá. Như thế này nhá, anh em hiểu luật như thế này này. Theo khoản 3 điều 17 thông tư 1/2016 ấy, thì là gồm những cán bộ huyện, cán bộ tỉnh là gồm được đi như thế nào. Cán bộ tỉnh thì không được phép vào trong đường xã, cán bộ huyện thì được phép vào đường trong xã, là gồm như thế nào. Đi tuần tra và kiểm soát ấy, thì là phải có công an khu vực, công an phường, đi ở thị trấn phải công an địa chấn nhá. Đi ở trong xã Tân Vinh là phải có xã công an xã Tân Vinh. Nếu anh em ví dụ như mà bị cán bộ giao thông mà bắt ở khu vực Cư Yên nên mà không có công an Cư Yên mà hỗ trợ, thì anh em cứ gọi điện cho tôi để tôi hỗ trợ cho anh em, không mất một đồng nào luôn. Và cán bộ như thế là cán bộ làm để lấy tiền rút được túi nhá. Anh đang làm ở gần đồn 56. Bắt ở cổng mòng xong bảo anh ai bị bắt ở cổng mòng nãy, ai bị bắt ở cổng mòng em ơi, em ơi em có ấy không, em có, em bắt ở cổng mòng em có biên bản không, chứng thực không, có biên bản chứng thực thì em bảo anh nhá. Lần sau mọi người ở đây này, đây là có khoảng tầm 43 người đang xem nhé, mọi người mà bị bắt ở đâu có biên bản mọi người quay lại biên bản cho tôi nhé, và quay lại cái ngõ và cái cách làm việc của công an giao thông nhé. Cứ làm bình thường thôi, cứ quay bình thường thôi để xem là công an làm phải đúng. Bởi vì là theo thông tư 65 ấy, thì là thật ra mỗi một người dân ấy, thì là một cảnh sát giao thông thôi, thì anh em cứ thế mà quay thôi, không có gì cả, mình quay bình thường nhá. Đây là mình đang ấy, ở đây không phải 56 nhá em ơi, đây là công an huyện em ạ, bắt ở trên công an 56 giữa trước ủy ban nhân dân thị trấn, đây trưởng bắt giữa ủy ban nhân dân thị trấn. Thật ra thì chốt thì cứ đường thẳng thì làm được nhá, cái đường cua đường vòng ấy thì nếu mà làm ấy thì theo luật là làm như thế là sai em nhá, và không được chặn ở những cái ngõ vào trong nhà dân. Anh em bất cứ lúc nào mà bị bắt ở đâu, công an bắt ở đâu, huyện thì cứ điện cho Khánh nhá. Điện cho Khánh xong bắt đầu là để Khánh xem là sai phạm ở đâu như thế nào, mà đúng thì mình bắt đầu mình nộp phạt nhá. Mình sai thì mình nộp phạt, anh em hiểu chưa? Sai thì mình nộp phạt. Nộp phạt là nộp phạt ở như nào? Nộp phạt cho nhà nước chứ không phải nộp phạt cho cán bộ. Anh em hiểu chưa? Chứ không phải là cứ thích là mình bỏ tiền ra xong bắt đầu mình để mình đi đâu. Mình không phải là người có tiền. Không phải là mình thích là mình người có tiền là mình làm đâu nhá. Cứ bỏ tiền ra là mình đút vào là mình đi đâu. Cái đường vào mòng là không được phép bắt đâu. Lúc nãy thằng em lúc nãy bảo bị bắt ở vườn vào mòng ấy, thì em giải quyết như nào thì em mai em nói chuyện với anh nhá. Nhưng mà phải có em thứ nhất là em phải có camera và quay, hoặc là em có ghi âm lại thì em gửi cho anh. Còn em nói như đấy là việc của một hướng thôi em nhá, em nói như là việc một hướng thôi, một hướng em không làm được đâu. Đây cán bộ đang quay, đang ở đây để xem cán bộ ở đây thổi được ai và quay được ai. Bảo thổi nồng độ cồn thì nó phải có chuyên đề và kế hoạch nhé. Kế hoạch là thuộc là kế hoạch ở khu vực nào và làm như thế nào thì mình phải kiểm tra. Khi người ta thổi mình xin phép là mình đầy đủ giấy tờ thì anh em cứ xem cho tôi là xin phép và gọi là chuyên đề và kế hoạch. Anh em cứ mạnh mẽ lên mà làm nhé. Mình một người dân là một cán bộ công an giao thông mà, không phải sợ, mình đúng thì mình cứ làm thôi, nghe chưa? Đang gọi em này đi vào trong kia để làm ấy, mà em có tem chưa? Em chưa. Thì vào đấy lấy tem luôn. Mấy giờ rồi?
Vào luôn thì nó vào luôn, vào lấy tem luôn. Thì vào đấy thì vào lấy tem luôn. Anh có đứa em nó đang ngồi ở dưới sông Mã thì xuống đấy ngồi uống cà phê. Vâng. Tí rồi anh nghỉ rồi anh em đi hết anh em đi. Hay có bể con bể cả nhà. Bây giờ em có uống cũng không không bây giờ em có biểu. Bây giờ em có uống em đi ra cũng không bị thổi em ạ. Anh đố hay lắm thổi em. Em có đi ra có thổi không thổi được em nhá. Đi làm thì nó phải có chuyên đề và kế hoạch em ạ. Em không phải là thích là thổi đâu. Em nhá. Không phải thích là thổi đâu nhá. Không ơi, em về em bảo mấy đứa em đi ra xong là đội mũ đàng hoàng có giấy tờ và cho anh không đi sang đây. Bảo mấy đứa em đi ra được có giấy tờ đàng hoàng, gương nước đàng hoàng cũng đi ra đây cho anh. Để xem là cán bộ này thổi là như thế nào. Kiểm tra như nào, kiểm tra hành chính hay kiểm tra gì? Để mình phải biết. Làm sao mà làm được? Khó lắm. Mình phải làm đúng luật, không được kiểu đấy được. Ở ngay chỗ cổng vào nhà anh em nhé. Lúc nãy em quay, có quay anh để anh Ngọc. Để đấy cho về, cho gửi cho anh nhé, để anh biết nhá. Không được đăng lên đâu, để anh biết nhá. Đây rồi. Ok. Dừng lại đi em. Dừng lại để cho người ta kiểm tra. Không được chạy. Cứ dừng lại cho anh em kiểm tra. Đấy, người ta làm đúng luật cứ để cho anh em kiểm tra. Em ơi xuống xe đi. Xuống xe xong cho cán bộ kiểm tra. Mày cho anh ngồi chỗ cái chỗ đấy cả, mày đi ra chỗ khác. Có cái chỗ đẹp nhất thì anh ngồi. Đấy, quay lại đi. Ngọc ơi, quay đấy cho anh, quay. Ngọc ơi, ra quay lại ấy đây. Nghe mày ra anh bảo này, mày uống rượu bia gì không? Đấy, thổi đi. Em cứ đi qua thoải mái, bất cứ ai cũng được đi qua nhá. Đội mũ bảo hiểm vào, đi qua thoải mái. Không đội mũ cũng được. Cứ đi qua, ai không đội mũ đi qua, cứ đi qua thoải mái cho anh nhá. Đây là cán bộ đang làm về chuyên đề kế hoạch thổi nồng độ cồn. Không phải ở bên hành chính nhá. Không phải kiểm tra hành chính, anh em không đội mũ, anh em đi qua, đi chậm cho anh nhá. Cứ đi chậm thôi. Anh xong bắt đầu hỏi chuyên đề cho anh để anh làm việc. Anh em cứ đi vào để làm ấy thôi, cứ đấy thôi, cứ đi xong bắt đầu đi qua kiểm tra
nếu anh em không có mũ cứ đi qua bình thường nhá, không có mũ cứ đi qua bình thường thôi, có đầy đủ giấy tờ thì anh em ấy, nếu mà kiểm tra hành chính thì mới được phép kiểm tra giấy tờ của anh em nhá. Đây là đang đo nồng độ cồn, đang đo nồng độ cồn thì anh em cứ ai không có mũ cứ đi qua cho Khánh nhá, cứ đi qua bình thường cho anh, như đi chậm thôi, đừng đánh võng hay gì cả. Đấy. Còn mà không đội mũ thì người ta sẽ kiểm tra hành chính này, gồm là giấy tờ của liên quan đến cái xe nhá. Anh em không có biển đấy, anh em tháo biển đi để trên nhà hay như thế nào ấy, thì anh em bảo người nhà bảo đi là bây giờ là biển thì theo người, anh em cứ treo trên người là được nhá. Mình làm đúng luật thôi. Làm không đúng thì mình phải bắt thôi chứ em. Chứ làm gì có chuyện mà làm sao mỗi người dân là một chiến sĩ công an giao thông mà. Mỗi một chiến sĩ công an, không phải một chiến sĩ công an giao thông. Đấy, đây này, em nhìn này, không đội mũ bảo hiểm này. Bắt đi, cứ đi đi. Đấy, đi đi. Đấy, bắt đi. Cứ đi thẳng được, không phải quay. Để quay làm gì ai dám bắt. Làm gì ai dám bắt. Quay làm gì. Cứ đi bình thường. Đây, bạn này bạn sợ, bạn quay. Không bao giờ dám bắt đâu. Làm thì nó phải có chuyên đề và kế hoạch nhá. Hôm nào thì tôi sẽ lên đây tôi nói live stream và tôi nói về chuyên đề và kế hoạch cho anh em biết thế nào gọi là chuyên đề kế hoạch nhá. Để cho mọi người biết để tránh nhá. Và cái anh em anh em ơi, tôi bảo như này này, anh em vào trong đọc cho tôi cái đoạn này nhá. Anh em đọc cho tôi cái đoạn này đi. Ở trong đấy anh em nhìn này, đấy. Có mũ bảo hiểm đâu, không bắt được đâu. Không bắt được, làm sao bắt được? Bắt thì chỉ thổi nó độ cồn thôi. Người ta phải có chuyên đề và kế hoạch nhá anh em nhá. Anh em vào trong cái khoản 3 điều 17 thông tư 102/2016 ấy, anh em vào trong đấy đọc cho tôi thuộc cái luật đấy đi. Gọi là cán bộ huyện, cán bộ xã hay là cán bộ tỉnh được phép bắt ở đâu và khu vực nào nhá. Anh em vào đọc kỹ vào cái vấn đề đấy, xong rồi khi anh em bị bắt thì có thể điện cho tôi nhá. Tôi sẽ hỗ trợ anh em, cán bộ này chắc là về rồi. Chắc chắn là sẽ về chứ đứng đây làm gì, đứng đây thì buồn lắm, đứng đây không kiếm được tiền thì đứng làm gì. Không được đâu, làm ăn thế này thì làm sao được. Thế bây giờ cả là người dân người ta kiếm đừng đi kiếm từng đồng một thì không được đâu. Em ở đây em biết mà. Ngọc ơi, sao anh bảo này? Chắc này có người đi đường đi vào mong mà bị bắt để mất tiền thì vẫn phải chịu nhỉ, khó. Sao lại đi mất tiền kiểu đấy, ai mất tiền đường đi vào mong thì nói chuyện với Khánh nhá, để xong rồi ấy như nào nhá, để xong bắt đầu là ở đấy nó có cam hết nhá, ai mất tiền đường bị bắt rồi mất tiền đường đi vào mong mai nhắn tin cho Khánh nhá, ở đấy có cam hết nhá, mai tới đây tôi sẽ lắp cái cam đường đi vào mong, tôi sẽ lắp cái cam đường đi vào mong nhá. Thì anh em cứ đi thoải mái thôi nhá, cứ đi thoải mái luôn, bất cả cứ cái đường giao thông của đường 6. Rất anh bảo đường đi vào đường 6 ấy thì mà rẽ vào bất cứ một chỗ nào thì anh em cứ ấy cho tôi nhá. Anh em bổ cho quả xẻ đi. Mình thật ra là anh em lên đọc những cái thông tư làm sao mà nó có quyền lợi cho người dân ấy. Đọc làm sao cho nó quyền lợi cho người dân, là mỗi một người dân thì là một cán bộ công an nhá. Mình có được hả? Ấy đi, em đi lên hỏi anh Bảy đi xong rồi đi. Đi lên đi.
đi đi. Uống nước nhá.